nhiều các bạn ơi. Giờ đi test thử nha, thử lẹo. Cước mà đút vô đây muốn chết hả? Mày muốn chết hay sao đút vô đây? Vô nó nóng là nó bất khách à. Đứt này mà đảo quá, mệt luôn. Cạp cứ đứt bông hết giờ. Gió cũng vừa bay à. Đủ. Gió này chơi ghiền được. Chơi ghiền à. Gió hơi yếu rồi. Vậy sao anh em có đi không? Có anh Thi đó, anh đi về tẻ nó ra. Chưa vô đây hả? Biển chơi tay thả là được. Kêu điện bia, điện thùng bia quay. Yeah.
rất hết hồn. Bây giờ lát anh em ai đi xuống ăn, xuống giường xuống nè, xuống giường đi. Thôi là giờ có bay đâu cũng thôi. Anh em tụ họp đông quá mà không có gió để thi. Giờ còn sớm nữa còn cạn ra thì ra đi. Xe vô nồng nọt luôn. Chứ tí để mày nói này cho nó đâu nghe đâu, tí tao quên đi, tao giờ nhìn bằng nó nhớ để mày nói cho nó nghe được. Mày sao giấu nó luôn. Không ai đi á bà, mình nó cũng không đi nữa, thả bay đi chút gì vậy. Phan phan nó sang thôi, rồi ra hết rồi, không ai đi á. Chứ bia qua nhậu đi, không trống thả cái hộp thung lũng. Xe quá trời người, không có miếng gió, ru. Kéo ra ruộng bên kia, gạt vô, kéo qua ruộng vô sao luôn vào. Trống rồi ruộng trống. Bà nơi qua ruộng kia thứ bệnh. Ruộng này chắc gạt hết đi nữa. Mày ruộng ngoài kia kìa. Qua hướng đám xài của năm tay qua nó. Đúng rồi, như vậy à. Chú ý với thằng Thái còn đó. Điểm nhắn quá. Nhớ nhớ không à, nhớ nhớ mặt chú ý à. Trời nắng quá, nắng quá, nắng quá, nắng bánh phân giòn luôn á. Chút quán gì vậy để thả hả? Cái dấu này ông chứng với lập an cái vậy à? Mình không phải mình nói. Để thả hả? Rất ngọn cây à. Bức gió luôn à. Im gió luôn hả? Im luôn, im queo luôn. Bay bồng bền thôi. Này 500 mét quá. Rồi dưới vô tèo.
hết luôn chứ coi gì đâu chi lại. Bông hết chưa? Bông hết luôn hả? Do tàu này mình đi y mình kéo đều lên lát rồi có gió mạnh rồi tiêu luôn. Từ gió dưới đây ra mất được luôn. Mát ngày hôm nay ơi. Rồi hết cuồng. Quá quá nóng rồi. Không có miếng gió nào hết. Về về luôn ta. Đây về về luôn. Điện nóng quá. Mẹ đâu nào thời lên cột có gió tôi chịu quăng xuống bài chắc nãy giờ không thấy mày chứ không thấy luôn giờ nhiều mảnh ơi con phăng chết bắt nó ở vườn không bắt nó nhóc ở vườn ăn bắt nó cha nó có gió trên đâu nó lên có đâu mà mấy vô mấy anh? Có 1 giờ 15 mà sớm. 4 giờ mới vô mà anh. Cái này mấy ông bạn không? Ông bạn không nói gì không à? Nản hết luôn à. Chứ giờ không có gió ông ngồi phân đậu chứ. Gió đùng đùng. Đã nãy giờ đâu? Tao phân lại tao nhậu rồi không thấy à? Xét luôn ạ. Dạ, yếu quá các bạn ơi, chắc thi không được quá. Quá yếu quá, không có gió luôn. Rồi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình chứ nha. Vô quá yếu. Đi xuống cho con. Đi trên nha.